don't they see me so badly in the sky? So in the music, morning, mom, this is one that changed for love. Then it broke the flow on it. Then it put the flow together. Then it flies away. Flowers. And then the good little girl sang about the flower blows. And it blows just like a flower. And then the bat blows like a flower too. Okay, honey. And the fishy blows big, and the other fishy blows big, and the other fishy blows big. Rồi bây giờ hát lại nguyên bài cho mẹ. Mom, just sing that song. Mẹ đâu thuộc đâu. Con hát lại, con hát lại cho mẹ nghe. No. Con hát lại cho mẹ nghe, mẹ mới thuộc qua. Oh, my single sneeze. Not my single speak. Not my single egg. Hi, my single peak. Sing it. Thôi mẹ không biết hát, con đứng một chỗ con hát thôi. Me die, eat I see. Not to meet their knees. I don't even change some flowers. No, I can't. Even the flowers cut and shine with stars. I don't feel me so bad in their me. I don't feel like that blow up and the back grow up. The fish blows up and me, the stuff grow up. I don't have to know the blows how up into the sky and a half toy in my bedroom. I don't even know I don't mean when I was gonna need me a flower shined up. And you me, I don't feed either. I don't even chose me. I even chose my dad. I don't even choose mommy. I don't eat it and I don't eat my father. I don't care to my mom. I don't like the window standing up, breaking in half. I know what I'm saying about. To shine, to grow, not to anger. No, I don't flower dark in the sun. I don't care to that. What? And you see, I don't see my words in me. I don't see my words today. I don't see my ears in me. Mom, look. My finger heel. Đâu phải cái ngón tay này nè. Thôi, ngón nào. Ngón nào. Ngón nào bên đây nè. No. Nó kỳ nấy bên đó đó. But, looky. What lucky, mom, what lucky done to my finger? And look in the videos. Okay. And you be this one, and I'll be the purse. Okay. This one's for you. Rồi, okay, mày cho mày nè ha. Yeah. Bây giờ nói tiếng Anh hay tiếng Việt? TV. Hả? This is your clothes. And this is my mommy's clothes. Okay. And this is your okay, này của mẹ phải không? Okay, cảm ơn cây nha. That's your mommy's cake. Okay. This is rồi. Rồi bây giờ nói chuyện nè. Nói tiếng Anh hay tiếng Việt? Tiếng Anh. Okay, nói tiếng Anh. Tiếng Việt. Tiếng Việt phải không? Okay, nói tiếng Việt. Hello. Hú lè. No. Quên. Hello. No. Không, tiếng Việt là hú lè mà con kêu nói tiếng no. Việt. No. Not. I choose. Tiếng Anh. À, nói tiếng Anh, ok, nói tiếng Anh. Hello. Có gì để nói không? Where's Raya? Raya hả? Raya bị bắt cóc rồi. Bây giờ mình phải làm như thế nào? Hello. Oh, Raya kìa. Cái bạn này tên gì quên mất tiêu rồi? Tên gì? Captain Boone. À, Captain Boolaloo. No, Captain Boone. À, Captain...
Captain gì? Captain Boone. I was watching a movie. À, Captain Boone. Hả? Tên gì? Tên kỳ vậy? Tên Boone hả? No, Captain Boone. Captain Boone. Boone hả? No, Captain Boone. Captain Boone, đúng rồi. Mom, and he names Captain Boone in the movie. À, à, trong phim hả? Con này tên gì? Sisu. Sisu. No, Sisu. À, Sisu, Sisu. I abandoned. Cái tay mà bây giờ đau không? Cái chỗ đó mình đâu có đeo bandage đâu. Ngay chỗ đó đâu có đeo được. Mẹ đi vô mẹ nói ba nha. I don't need a know. Sao vậy? Sao không nói ba? I want you. Sao không nói ba? I want you. Mình sẽ kể cho ba nghe đi. No. Sao không kể ba nghe? I don't want you. Con muốn hả? Mẹ lý do tại sao? Why? Why? Bây giờ nói ba, vô mép ba. Làm sao rồi, sao không nói ba? Because daddy, I want you. But tell me you, tell me the why. So hurt. So bad, I don't want you. Rồi rồi, nói ba đi, ba đánh nó. No. Ai làm con? Con nói cô chú nghe coi ai làm. Lucky làm mà tại sao không chịu mép ba? Because I'm going to daddy again. À, con nói ba con sợ là Lucky nó cũng nó quào ba hả? Tụi con không chịu nói ba hả? Rồi ơi, là mình nói ba để ba biết chứ. No, no. Ok, với Lucky nữa nghe chưa? Mommy. Nó không có chơi với Lucky nữa nghe chưa? Mommy, sao? I want him to stop being me right here. À, con muốn Lucky là không có mean với con nữa hả? Yeah. Nhưng mà mất Lucky là animal. Lucky, no. Lucky là animal, nó đâu có biết đâu. No. Nên là khi mà con giỡn với nó là con không có được giỡn với nó nữa. Ê mẹ, con cái tay coi, con cái tay coi. Vô mép ba cho ba đánh nó đi. I don't want you. Con muốn không muốn mép ba hả? I'm worried that you gonna scratch you. À, là con sợ ba đánh Lucky. Ba đánh Lucky là ba sẽ bị Lucky quào hả? Thôi ôi, trông nghiệp không? Ôi, còn sợ, không dám mép ba, sợ ba đang bị gì mẹ ra, mày đánh nó nghe. No. Sao vậy? I'm worried you gonna stretch too. À, con sợ mẹ bị Lucky quào nữa hả? Không, nó không dám quào mày đâu. Lucky đâu có dám quào mày đâu. Con xuống đây để mày quào, mày quýnh lần trận. Sao vậy? He's, I don't see him. À, con không thấy nó hả? Bây giờ mày tìm nó, mày quýnh nghe chưa? No. Sao vậy? He's... I can't find him because he's lost. Ừ. Nhưng mà mày đi đâu để mày ra mày tìm Lucky chứ? No. Con sợ mẹ bị quào hả? Con sợ ba bị quào hả? Một mình con bị quào là đủ rồi phải không? Thương ghê không? Mốt đừng có chơi với nó nữa nghe không? À. Cái chỗ này là không có sức, không có bỏ bên đẹp được, dán đâu có dán bên đẹp được cái chỗ đó, con thấy chỗ đó có chỗ nào đâu dán. Chứ ba hồi thì kêu dán thì không chịu dán, còn ba hồi thì chỗ không có dán được thì đòi dán. No, mày sức new spawn nha. No. Ờ, mẹ sức để mẹ lấy no, để mẹ lấy cái sữa ông no. Chú. Để mẹ lấy sữa ông chú mẹ sức đi. No. Nó kháng no. Nó kháng khuẩn kháng viêm á. Rồi nó giúp cho mau lành vết thương nữa đó nha. Nha con nha, không có đau cái sữa. Hả? It's something on my foot. Có, nó quào dưới chân con nữa hả? Quào chỗ nào? Oh, it don't want my chân. Something is. Thế này mày coi. No. Nó có quào dưới chân không? No. Ok, không quào thôi. Mom, I don't want my... Mẹ mới đi vô chưa được 5 phút nữa đó chay. Mới đi vô mới có 1 phút thôi đó. Mà con chơi với nó làm chi vậy? I want you to play with me. Con muốn mày chơi con hả? Mm-hmm. Nhưng mà mày mới vừa bỏ vô nhà để mày vô mày coi cái đồ cái đây nè. No. Rồi vậy mày bồng nha. No. Đi với mẹ suốt ngày luôn nha. Mẹ bảo vệ con suốt đời luôn nha. Ok. No. That's rude to your mama, not your. No.
I'm sorry, mommy. No, sorry. Too late. Mommy, can you hold me? Mm-mm. Can you hold me, mommy? Mm-mm. Mommy, I'm sorry, mommy. Okay, you're sorry then. You need to get to the bathroom? No, I don't need to go to the bathroom. I just want you to hold me. Mommy, can you not yell at me again? Okay. Don't yell at me again. I didn't yell at you. Yes. Wow, JD. You did a very good job being a mommy. High five. That's how you're supposed to do it. Giỏi quá ta ơi. Ngọc với Chay đang chơi cái trò mà mẹ với con. Thì Chay đang trong trường hợp làm mẹ, Ngọc đang trong trường hợp làm con. Thì Ngọc vô cái trường hợp đó, nó kêu Ngọc bỏ cái điện thoại xuống mà Ngọc không bỏ điện thoại xuống. Cái xong rồi cái Ngọc nói Ngọc muốn cái điện thoại của Ngọc. Cái xong rồi cái hả, Ngọc làm chính xác tất cả những cái gì mà nó làm cho Ngọc, một giục cái điện thoại. Rồi bữa nó làm cho Ngọc, nó giục cái điện thoại với Ngọc. Cái bắt đầu nó la lên Ngọc, nó la là hả, con không được giục điện thoại như vậy, là y chang là bữa Ngọc la nó, đúng không? Uh-huh. Đó. Rồi rồi xong rồi cái hả? Rồi xong rồi cái Ngọc nói là I don't want to watch my phone, đúng không? Mày không muốn, con không muốn coi cái điện thoại của con, đúng không? Giống như bữa con làm mà, phải không? Cái xong rồi cái hả, con nói là mẹ không được nói chuyện lớn, con không được nói chuyện lớn tiếng với mẹ như vậy, đúng không? Yeah. Đó, giỏi ghê luôn trời ơi. Cái Ngọc nói hả, con không có muốn mẹ, con muốn ba. Hồi bữa nó cũng nói với Ngọc y chang vậy. Cái hả, cái Ngọc nói là I don't want you, I want daddy. What did you say? Daddy's not here. Daddy's not here. Nó nói ba không có ở đây. Xong rồi cái hả, Ngọc diễn, nói chung là nãy giờ y chang luôn cái khúc mình mà công nhận nó nói chính xác y chang như Ngọc nói luôn. Cái nó nói là con không được khổn với mẹ. Nếu mà con khổn với mẹ nữa là mẹ sẽ không cho con kẹo. Cái Ngọc nói con không muốn ăn kẹo. Nó nói hả, hồi bữa con có nhớ là con xin mẹ kẹo không? Cái Ngọc nói con không ăn kẹo. Cái xong rồi cái hả, nó nói không được nói chuyện mẹ vậy. Trời ơi trời, nó làm y chang như cái vai của tôi lúc mà tôi làm mẹ luôn. Trời ơi, nó nói ra từng câu từng chữ từng lời y chang chính xác như là cái Ngọc nói luôn, hết hồn luôn á. Ngọc thử diễn cho giống y chang nó lúc mà nó hổn sẽ như thế nào, nó hành động lại chính xác gần như cái chữ, thì nó không có nói ra được nhiều cái câu giống như mình, nhưng mà hình như là 99% là nó làm y chang như lúc mà Ngọc làm đó luôn. Ghê thiệt á, la lên luôn á. Wow, Ngọc cố gắng để Ngọc diễn y chang vậy đó mà nó làm y chang luôn, thiệt hay vậy. Ô trụ vẽ gì đẹp dữ à trời. Ô trời ơi, con vẽ gì mẹ coi ơi. It looks like a dress. No, it's a hanger dress. It's a dress is a dress is a dress is a dress. It's a hanger dress. A dress is a dress is a dress is a dress. Vẽ gì con, cho mẹ coi đi. A dress is a dress is a dress is a dress. I'm not done drawing. À chưa, thôi vẽ tiếp đi.